và là tiếp điểm đến có sự phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Phú Quốc cũng chính là thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam đã được chính phủ vô cùng quan tâm với mục tiêu xây dựng đô thị đảo đáng sống và đặc sắc, sẽ trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025, thưa quý vị. Trên màn hình của chúng ta, giữa trung tâm của đảo thiên đường ấy với đa số tất cả dự án và quần thể du lịch nghỉ dưỡng, chúng ta đang được chiêm ngưỡng một chân dung của một đại đô thị để ở đầu tiên, một thành phố đáng sống bậc nhất đảo Ngọc mang tên Mây Hôn Capital Phú Quốc, được kiến tạo bởi tâm huyết, tầm nhìn, chiến lược và hướng đi đầy khác biệt của nhà phát triển bất động sản Tân Đại Thành Mayland. Vâng, thưa quý vị, chiếm lĩnh vị thế chiến lược trong sự phát triển của đại đô thị Mây Hôn Capital Phú Quốc và hướng về biển bãi trường nguyên sơ và thơ mộng, dự án của chúng tôi sánh đôi với khách sạn 5 sao Remercure danh tiếng từ tập đoàn Accor đến từ Pháp. Đây chính là quần thể khách sạn và căn hộ 5 sao sở hữu lâu dài đầu tiên tại đảo Ngọc của chúng ta, mang tên Maple Harmony Phú Quốc. Vâng, được cả thế giới biết đến với câu chuyện là những hòn đảo bậc nhất hành tinh và là nơi phải kể đến một lần trong đời, phải ghé đến một lần trong đời. Và khi nhắc đến Phú Quốc, người ta sẽ không chỉ nhớ tới một thiên đường nghỉ dưỡng, mà gợi lên trong tâm tưởng của tất cả quý vị về một chốn an cư hạnh phúc, một thành phố đảo đáng sống hàng đầu. Và câu chuyện thương hiệu của chúng tôi, đó là một biểu tượng của sức sống mới được hình thành theo đuổi những giá trị bền vững và thịnh vượng. Đó chính là sống hòa mình giữa thiên nhiên, đó chính là sống sang trọng và đẳng cấp trong kiệt tác căn hộ trên không, kho báu truyền đời sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc, thưa quý vị. Và thêm nữa, đó chính là sống tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng tinh thần trong ngôi nhà thứ hai, trốn trở về đầy an nhiên và hạnh phúc. Và thêm nữa, đó chính là sống tận hưởng những dịch vụ tiện nghi một cách đầy đủ bậc nhất tại Phú Quốc của chúng ta. Vâng, để thiên nhiên đảo Ngọc thuần khiết và ôm ấp thân tâm và tái tạo nguồn năng lượng an nhiên và tự tại, để mỗi phút giây là những khoảnh khắc sống ý nghĩa, trọn vẹn và tràn đầy cảm hứng. Ý nghĩa slogan Here for Life mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, đó chính là cuộc sống đích thực, mang về những ý nghĩa của một ngôi nhà thứ hai để trở về cùng với gia đình và những người thân yêu, tận hưởng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc giữa đại đô thị đáng sống hàng đầu tại đảo Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đến với Maple Harmony Phú Quốc, viên ngọc quý giữa lòng đảo Ngọc. Xin một tràng vỗ tay cho sự khác biệt và xuất hiện đẳng cấp của Maple Harmony ạ. Lấy cảm hứng từ hình ảnh viên ngọc trai, món bảo vật quý giá của đảo Ngọc Phú Quốc, kết hợp với hình ảnh của làn sóng biển êm dịu và ôm ấp bờ cát trắng nơi biển cả của bãi trường của chúng ta, biểu tượng của logo Maple Harmony là một bức tranh nghệ thuật sống động, hòa quyện giữa sức trắng ngần của ngọc trai và cát biển, sắc xanh ngọc của đại dương và cùng sự lấp lánh huyền diệu của hoàng hôn rực rỡ nơi Phú Quốc. Tất cả gợi lên sự liên tưởng về một bản hòa ca của biển cả, và đó chính là Harmony of the Sea, với âm thanh du dương đầy cảm xúc từ những chuyển động mềm mại quyến rũ của sóng biển, của ánh mặt trời tỏa sáng bên viên ngọc tinh khôi. Thưa quý vị, với concept ngọc trai độc đáo, đó chính là kho báu của biển cả, đó chính là báu vật ngàn đời của Phú Quốc, đã truyền nguồn cảm hứng bất tận để kiến tạo nên một không gian ngọc trai thuần khiết, tinh khôi và quý giá tại Maple Harmony Phú Quốc. Thưa quý vị, concept độc đáo này được sử dụng như một chủ đề chính xuyên suốt toàn bộ, ăn sâu đến các chi tiết thiết kế, từ cảnh quan đến giao thông và quy hoạch bên trong chính dự án của chúng tôi. Hình ảnh ngọc trai được đan cài và mô phỏng trong các công trình biểu tượng mà chúng ta đang thấy, những tiện ích điểm nhấn mang đến những không gian trải nghiệm vừa đẳng cấp, vừa tiện nghi, vừa chứa đầy tính nghệ thuật. Vâng, vùng thiết kế của chúng tôi đều chứa đựng những câu chuyện riêng dẫn dắt cho chúng ta khám phá những hình ảnh ẩn hiện tài tình của ngọc trai với sắc vàng sang trọng. Chúng ta thấy sắc trắng tinh khôi, sắc hồng quyến rũ, sắc đen huyền bí và cả sắc bạc tỏa sáng nữa, thưa quý vị. Để cuộc sống của cư dân của chúng ta chìm đắm trong không gian của cái đẹp và nghệ thuật, được nâng niu, được chăm sóc, được
cách biển cả đang vỗ về và chắt lọc mọi tinh hoa gửi vào toàn bộ những viên ngọc quý. Và thưa tất cả quý vị, là sản phẩm tuyệt vời, tâm huyết của những đơn vị hàng đầu trên thế giới, đó chính là HBA đến từ Mỹ, đó chính là đơn vị Dark Horse đến từ Úc, Benculin đến từ Hồng Kông, lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc du thuyền sang trọng đang căng buồm đón gió, lướt trên những con sóng dịu êm trong mỗi hải trình hạnh phúc của mình. Và Maple Harmony Phú Quốc mang ý nghĩa của một hành trình tận hưởng những phút giây trọn vẹn và viên mãn, để cuộc sống của cư dân là những chuyến du ngoạn đầy thú vị và mới mẻ. Đây chính là những cảm hứng thiết kế của chúng tôi, theo đuổi những triết lý kiến trúc xanh với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, kết hợp với các kết cấu giật cấp là những đường cong mềm mại tựa sóng biển, đan cài những không gian kiến trúc nội thất đầy tinh tế và hệ thống cây xanh là thảm thực vật tự nhiên, là cảnh quan mặt nước cùng với hệ thống kính màu biển sâu phản chiếu sắc xanh của trái đất. Thưa quý vị, Maple Harmony Phú Quốc tạo nên một biểu tượng kiến trúc xanh bền vững, mang tính thẩm mỹ cao, hài hòa và tôn vinh những vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đảo ngọc. Quý vị có thể thấy hướng ra biển Bãi Trường, bãi biển dài nhất Phú Quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng. Maple Harmony Phú Quốc đang sở hữu một tầm view khoáng đạt không hề bị che chắn với những khu vườn giữa tầng không. Và mỗi ngày, cư dân có thể thu chọn toàn bộ những tầm mắt của mình. Một thành phố tinh khiết năng động, ngắm trọn bình minh và hoàng hôn rực rỡ trên vịnh biển, cảm nhận những hơi thở thiên nhiên của đảo ngọc tràn vào từng khung cửa sổ. Thưa tất cả quý vị, kết nối với thiên nhiên, nuôi dưỡng với tinh thần, nâng niu tâm hồn chính là thông điệp mà Maple Harmony Phú Quốc chúng tôi muốn truyền tải đến mỗi cư dân, mỗi khách hàng. Không chỉ là một không gian kiến trúc căn hộ được đầu tư một cách bài bản, mà dự án còn được sở hữu một hệ thống tiện ích, một hệ thống cảnh quan chăm sóc sức khỏe, cân bằng tái tạo năng lượng chưa từng xuất hiện tại đảo ngọc. Cụ thể, chúng tôi có khu vực quảng trường đón chính, chúng tôi có biểu tượng điểm nhấn, chúng tôi có khu vực quảng trường xanh, khu vực mái tre ngọc trai điểm nhấn, khu vực hồ bơi người lớn, vườn thảo mộc, khu vực tiểu cảnh. Tiếp theo đó chính là các khu vực hồ bơi cho trẻ em, rồi chúng ta có khu vực vui chơi cho trẻ em, khu vực lối vào cùng với các hệ thống tiện ích vô cùng ấn tượng. Cư dân của Maple Harmony Phú Quốc sẽ cũng trở thành những chủ nhân gia nhập một cộng đồng tinh hoa bậc nhất tại đảo ngọc và hưởng thụ trọn vẹn những hệ sinh thái công trình điểm nhấn, tạo nên một hành trình trải nghiệm độc nhất bên dòng sông mây thơ mộng, là một thành phố tinh khiết mây hôm kết hợp Phú Quốc của chúng ta, điểm phải đến mới trên bản đồ du lịch đảo ngọc. Chúng tôi có tất cả các tiện ích ngoại khu và nội khu, bao gồm có khách sạn 5 sao Remarque đầu tiên tại Phú Quốc. Chúng tôi có quảng trường biển ngọc, khu công viên băng tuyết và khu rừng ánh sáng Jungle. Chúng tôi có tuyến phố lưới hội xuyên đảo Coradai, các tổ hợp hành chính công, các khu vực đổi mới sáng tạo Innovation Hub. Chúng tôi có hệ thống trường liên cấp quốc tế. Tiếp theo nữa, đó chính là tuyến phố đi bộ Summerland. Cùng với đó là khu vực quảng trường mùa hè, khu vực cắm trại Camping Park. Chúng tôi có các cái khu vực vườn cổ tích, khu vực tổ hợp trung tâm thương mại, tác tài chính văn phòng. Và song song đó, bảo tàng Ngọc Trai và tổ hợp trung tâm thương mại và các khu căn hộ cao tầng và học viện mời góp. Thưa tất cả quý vị, vậy là Maple, vị thế sở hữu độc tôn, tầm view ngoạn mục ra biển Bãi Trường. Dự án Maple Harmony của chúng tôi là biểu tượng kiến trúc tuyệt tác từ những tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Thêm nữa, sánh đôi cùng với khách sạn 5 sao Remarque đầu tiên tại Phú Quốc, dự án của chúng tôi được đầu tư một hệ sinh thái tiện ích chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng chưa từng có tại đảo ngọc Phú Quốc. Và quý vị có thể thấy rằng dự án được thừa hưởng hệ sinh thái đa tầng của đại đô thị đáng sống Maple kết nối Phú Quốc. Và song song đó, đó chính là ngôi nhà thứ hai, là chốn trở về bình yên, dẫn dắt cho phong cách sống mới tại Phú Quốc của chúng ta. Đó chính là dòng bất động sản căn hộ view biển sở hữu lâu dài hiếm có tại Phú Quốc và Việt Nam. Và cuối cùng, quý vị có thể thấy đó chính là phát triển bởi Mayland, một thương hiệu bất động sản được dẫn dắt bởi thương hiệu quốc gia Tân Á Đại Thành. Vâng, chúng ta đã vừa lắng nghe những âm thanh của buổi bình minh rực rỡ
và của tiếng sóng biển dạt dào bên bờ cát trắng nhuộm bóng hoàng hôn. Và chúng ta vừa lắng động tinh khôi, vừa gieo vui rực rỡ khi thềm nhà của bạn là biển xanh và phía trước là chân trời. Bốn bể của quý vị là trời mây sóng nước ra ngoài. Còn con đường về nhà của chúng ta đó chính là đại lộ kết nối hai bờ Đông Tây Vịnh Biển. Vâng, mời bạn về nhà, về Maple Harmony Phú Quốc. Để Phú Quốc không chỉ là nơi để ghé đến, mà Phú Quốc sẽ trở thành tốn đi về. Thưa quý vị, xin cảm ơn tất cả.